Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch mà trên hết là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thì lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trực đã luôn túc trực 24/24 giờ, trắng đêm không ngủ, gặp phải trời mưa, vất vả. Nhưng các anh đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt trọng trách của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Phản ánh về nội dung này, đồng nghiệp của chúng tôi, phóng viên Thiện Nhận sẽ gửi đến quý vị những thông tin cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên. Được sự cho phép của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn và được kiểm tra kỹ các biện pháp phòng chống dịch, đêm nay tôi ở lại đây để phản ánh về quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại chốt này. Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ là một trong 10 chốt ở thị trấn Mỹ Xuyên được thực hiện nghiêm ngặt, không cho người ra vào vùng phong tỏa ấp Châu Thành và Thạnh Lợi, trừ trường hợp đặc biệt. Ghi nhận đêm 28 tháng 7, tất cả các trường hợp đi qua chốt đều có lý do chính đáng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Đại diện chỗ địa phương thì cũng thường xuyên đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến người dân. Thì nếu mà qua chốt thì chúng ta phải có đăng ký, rồi qua chốt thì thứ tự từng người một, cũng như là có cái phiếu để chúng ta đi chợ. Thì cán bộ chiến sĩ ở tổ chốt trực này thì cũng thường xuyên nhắc nhở bà con thì ra đường phải đeo khẩu trang. Thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy thị trấn Mỹ Xuyên thì cũng người dân cũng hạn chế ra đường để thực hiện cái đảm bảo về cái phòng chống dịch ở tại địa phương. Trời về khuya, một số hộ dân và cơ quan đến hỗ trợ cơm, nước cho lực lượng rồi nhanh chóng về. Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Lực lượng chúng tôi tuy là rất là mỏng nhưng mà các anh em đa số thực hiện cái nhiệm vụ cũng là rất là tốt, cũng đảm bảo cái tình hình phòng chống dịch trên địa bàn, kiểm soát người ra vào trong khu vực cũng rất là tốt, đảm bảo cái thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Rồi cũng có nhắc nhở, cũng có quán triệt một số cái nhiệm vụ cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được giao. 1:40 sáng ngày 29 tháng 7 thì trời bắt đầu mưa và dông kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Một số thiết bị được di chuyển sang bên kia đường. Để nhờ phần mái che của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn giữ nguyên vị trí làm việc. Người dân ban đêm thì cả ngày luôn cũng không có cho qua, trừ ra xe cán bộ đi làm việc hoặc là người có bệnh thú cấp rồi mới cho qua, còn tuyệt đối là 100% không có cho qua. Chứ cũng mong bà con mình dịch này cũng đừng có nên đi ra đường nhiều, không nên đi luôn, hạn chế cái phần đó lại. Anh em nói chung ra thì nói chung vất vả, chúng cũng không có buồn, bởi vì mình bảo vệ cho nhân dân mà, họ đâu có bỏ được, túc trực là bám trụ xuyên suốt 24/24. Trắng đêm không ngủ, gặp phải trời mưa, vất vả, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 là thế. Do đó, mỗi người dân phải nâng cao ý thức hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân, mà còn cho cả cộng đồng. Nhằm khuyến khích tinh thần của tổ công tác tuần tra, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vừa ra quyết định khen thưởng cho tập thể công an xã Phú Tâm và 6 cá nhân là chiến sĩ dân quân thường trực. Công an viên xã Phú Tâm đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại lễ khen thưởng, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành đề nghị các đồng chí trong tổ công tác tuần tra tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng, không lơ là mất cảnh giác. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trong và ngoài địa phương, lực lượng cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K và vận động gia đình, người dân thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, người dân cần phối hợp tốt cùng tổ công tác tuần tra nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Phú Tâm.